Hôm nay mình nấu chè sake với đậu xanh với lá dứa đó các bạn. Đây là cái phần cuối của nồi chè. Thì mình không có thời gian nhiều, mình không biết ráp phim cho nên bây giờ mình chỉ thuyết trình cho các bạn cái bí quyết của mà mình học được mà thôi. Lá dứa mình một nắm lá dứa khoảng 5-6 cọng các bạn. Các bạn xay ra và lấy cái nước cốt. Rồi 300 g dừa nạo cũng đem lấy nước cốt. Rồi hai thứ này mình hòa với nhau, bắc lên bếp. Một trái sake đó các bạn, 200 g đậu xanh. Mình đã đãi vỏ. Thì mình nói cái bí quyết cho các bạn biết là mình phải bỏ đậu trước nè, rồi sake nè, rồi bỏ nếp lên trên. Đặc biệt là không quậy các bạn. Đặc biệt là không quậy. Khi mà nó sôi lên mình để nhỏ lửa đến khi nào mà nếp mình thấy nó nở, nó ra nhựa thật là nhựa, để lửa riu riu nó ra nhựa thật là nhựa, lúc đó thì đậu xanh mình cũng đã chín rồi. Mình cho đường vô, mình dằn thêm một tí muối. Ở đây mình nấu đường phèn các bạn, mà không có nấu đường nhiều cho nên mình dằn thêm một tí muối, rồi mình để lâu, thật lâu. Mình để lửa riu riu cho đường nó tan, rồi nó sánh đường, gọi là sánh đường đó. Rồi mình quậy một lần duy nhất, lúc đó là nồi chè của mình đã thành công các bạn. Bởi vì quậy nhiều nó sẽ làm khét cái nồi chè, mà nó sẽ làm đổ nước. Khét khét là mình không có nấu lâu được, mà không nấu lâu được thì chè mình để lâu ăn không được, mà nó đổ nước, mình ăn mình có cảm giác là không ngon các bạn. Đây là sắp chín rồi nè, nhưng mà mình vẫn phải, mới bỏ đường vô mình vẫn phải cho nó lửa riu riu, cho lâu lâu các bạn, gọi là sánh đường. Nó gọi bà già mình hồi xưa chỉ mình cách nấu như vậy. Thì cách nấu như vậy cái chè mình cúng, mình để trên bàn thờ nửa tháng sau mình ăn vẫn còn được các bạn, vẫn còn ngon không có gì hết. Mình chia sẻ cho các bạn biết cái bí quyết vậy thôi ha, chút xíu kinh nghiệm ha. Rồi chào các bạn, nếu các bạn thấy thích thì like và đăng ký đặng mình làm video sau nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.